Chào các bạn nhé, hôm nay Hải sẽ giới thiệu cũng như cập nhật giá chiếc xe Toyota Camry 2.0G cái thời điểm tháng 3 2021 này. Thì với Toyota Camry 2.0G, xe đang có mức giá niêm yết là 1.029.000 và thời điểm hiện tại thì đây là một dòng xe được giảm giá rất sâu của Toyota, được giảm tới 50.000.000, xe chỉ còn là 979.000.000 thôi. Với phiên bản Camry 2.0G này thì xe có kích thước tổng thể là chiều dài 4m88, chiều rộng 1m84 và chiều cao là 1m44. Xe trang bị là cụm đèn bi LED. Đèn gầm cũng là dạng đèn LED nhé. Cụm đèn này sẽ có tích hợp là công nghệ đèn thông minh, đèn tự động bật tắt, hỗ trợ cân bằng góc chiếu, có hỗ trợ đèn trợ dẫn đường và đèn vị trí. Phiên bản này thì sẽ có trang bị là la răng 17 inch, phanh đĩa 4 bánh, tay nắm cửa thì mạ chrome, có chìa thông minh và nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa nhé. Xe cũng trang bị là viền chân kính, viền cong kính mạ chrome, đấy, rất là nổi bật. Với cái phiên bản này thì các bạn sẽ có trang bị là ABS 4 bánh, hỗ trợ cân bằng điện tử, hỗ trợ khải ngang dốc, hỗ trợ ổn định thân xe, chống trơn trượt, chống lật, đấy, rất là an toàn. Về phần đuôi xe thì xe sẽ có trang bị là hệ thống đèn sau cũng là đèn LED, đèn phanh trên cao dạng LED. Xe sẽ có cảm biến lùi và camera lùi. Với cái phiên bản này thì xe sẽ chỉ gọi là ống xả đơn thôi. Bản 2.5Q các bạn sẽ có ống xả kép và sẽ có hỗ trợ là cảnh báo phương tiện cắt ngang cũng như cảnh báo điểm mù. Bản 2.0G thì cái này mình chưa có nhé. Và cái xe này sẽ là bản nhập Thái nguyên chiếc. Trước đây thì sẽ có bản 2.0E nhưng mà bây giờ thì bỏ rồi, chỉ có bản 2.0G và 2.5Q thôi nhé. Về nội thất thì xe sẽ trang bị là ghế da, chỉnh điện nhé. Với cái da ghế của Camry thì đây sẽ là loại ghế da rất là cao cấp. Xe sẽ phiên bản này thì chưa có nhớ ghế nhé. Bản 2.5Q các bạn sẽ có nhớ ghế, có rèm che nắng cửa sau, có điều khiển là bệ tỳ dây ở ghế sau, bản này chưa có. Với phiên bản này thì các bạn sẽ có trang bị là hệ thống tiện ích, đó là vô lăng bọc da, ba chấu, chìa thông minh, khởi động thông minh start stop, có màn hình giải trí trung tâm là màn hình 7 inch. Nhưng mà cái màn hình này thì chưa có thích hợp và bản đồ dẫn đường như bản 2.5Q và xe cũng chưa có tích hợp hắt kính nhé. Về giải trí thì xe sẽ có trang bị là hệ thống âm thanh trên xe là 6 loa, chưa phải là 9 loa JBL giống như là bản